Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn của du lịch thành phố Hồ Chí Minh, khi tất cả các hoạt động du lịch phải dừng hoàn toàn trong gần 6 tháng do tác động của dịch bệnh COVID-19. Nhưng năm 2021 cũng là một năm đầy tự hào của ngành du lịch khi đã mạnh mẽ, kiên cường cùng thành phố vượt qua đại dịch và quyết liệt sáng tạo trong hành trình khôi phục sau đại dịch. Khởi đầu là việc xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành hai chương trình đề án thuộc chương trình trọng điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, làm tiền đề cho các hoạt động của ngành du lịch trong 5 năm tới. Tích cực chỉ đạo triển khai chủ đề năm 2021 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như rút ngắn thời gian giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở, lắng nghe, chia sẻ các khó khăn của doanh nghiệp du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh và tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Lần đầu tiên tổ chức lớp đào tạo tiếng Hàn miễn phí cho hướng dẫn viên và nhân viên các khách sạn nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tiếng Hàn, tận dụng hiệu quả thời gian thấp điểm của ngành và giữ chân nguồn nhân lực trong giai đoạn khó khăn. Nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ du khách đã được Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị triển khai mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm từ nguồn xã hội hóa, như lễ hội Tết Việt năm 2021 thu hút 80.000 lượt khách tham quan và mua sắm. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2021 thu hút hơn 13.000 vận động viên đến từ 44 tỉnh thành trên toàn quốc tham gia, tăng hơn 200% so với lần đầu tổ chức. Tháng 4 năm 2021, thành phố bước vào trận chiến chống dịch cam go nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện trên toàn cầu. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, ngành du lịch đã kịp thời huy động nhân lực và vật lực, nhanh chóng vào cuộc cùng thành phố chống dịch. Trong một thời gian rất ngắn, toàn ngành đã cùng các quận huyện vận động hơn 800 khách sạn, tương ứng với hơn 20.000 phòng đăng ký làm nơi cách ly có trả phí cho người nhập cảnh và các đối tượng F1, giảm tải cho các khu cách ly tập trung của thành phố. Có thời điểm, công suất phòng đạt trên 75% trong giai đoạn tổ chức lao động theo phương án 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến. Qua đó duy trì được cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của ngành. Để thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh, Sở Du lịch còn chủ động phối hợp cùng Traveloka triển khai hệ thống đặt khách sạn và phương tiện vận chuyển cách ly, tạo điều kiện cho người dân đặt phòng và thanh toán trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Hàng trăm khách sạn cũng đã phục vụ lưu trú, ăn uống cho đội ngũ y bác sĩ từ các nơi trở về hỗ trợ thành phố chống dịch với tinh thần chu đáo và trọng thị. Cuộc vận động ngành du lịch chung tay phòng chống dịch không chỉ kết nối doanh nghiệp du lịch thực hiện các hoạt động trên mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tập đoàn, các nhà hảo tâm với nhiều đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu và đồng bào gặp khó khăn, tổng kinh phí huy động hơn 41 tỷ đồng. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, ngành du lịch đã khẩn trương chuẩn bị cho việc trở lại mạnh mẽ sau khi đại dịch được kiểm soát bằng việc kiểm kê và công bố 366 tài nguyên du lịch, ra mắt phiên bản mới của website du lịch thành phố, vận hành app du lịch, triển khai sản phẩm du lịch thực tế ảo 3D 360 độ. Đặc biệt, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, với sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt, ngành du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch, gồm 3 giai đoạn phù hợp với trạng thái, chuyển từ đóng cửa chống dịch sang chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh. Tiếp theo đó, Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 cũng được xây dựng và ban hành. Hành trình phục hồi hoạt động du lịch của thành phố được bắt đầu với 21 chuyến tham quan đến Củ Chi, Cần Giờ, những vùng xanh đầu tiên của thành phố, và chương trình liên tuyến Củ Chi, Tây Ninh dành cho lực lượng tuyến đầu. Tiếp đó là chương trình 100.000 phiếu quà tặng du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 với kinh phí dự kiến 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Giai đoạn phục hồi cũng nhận được sự đồng hành, phối hợp của các sở ngành, sự vào cuộc chủ động tích cực của các quận huyện, các đoàn thể. Từ đó có thêm nhiều sản phẩm du lịch được làm mới như tuyến từ Sài Gòn xưa đến thành phố Hồ Chí Minh nay, thành phố xanh Thủ Đức, ngày bình yên trên vùng đất thép, về Cần Giờ lắng nghe hơi thở của rừng, trên bến dưới thuyền thành phố Hồ Chí Minh Hóc Môn, Bình Chánh những điều chưa kể. Không dừng lại ở những chương trình nội thành, ngành du lịch tiếp tục tiên phong triển khai các chương trình liên kết cấp tỉnh, cấp vùng
với các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ như Tây Ninh, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và các tỉnh thành Tây Bắc như Tuyên Quang, Hà Giang. Qua đó từng bước khơi thông dòng khách du lịch qua lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh sau thời gian giãn cách. Dịch bệnh không ngăn được nỗ lực quảng bá xúc tiến đến thị trường nước ngoài. Chương trình tham quan tìm hiểu văn hóa dành cho viên chức ngoại giao văn hóa, báo chí và phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã được Sở Du lịch phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức thành công, tạo tiền đề cho việc triển khai giai đoạn 3 của kế hoạch phục hồi, đón khách quốc tế trở lại thành phố. Điểm nhấn tiếp theo là Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện du lịch đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với sàn giao dịch du lịch trực tuyến, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong tổ chức sự kiện. Ngành du lịch tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ với tuần lễ du lịch đầu tiên được tổ chức tại thành phố từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với nhiều hoạt động diễu hành, biểu diễn đã gây ấn tượng với người dân và khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Đây cũng là cái kết đẹp của năm 2021 để đón đoàn khách đầu tiên vào năm 2022. Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch, khách du lịch nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 chỉ đạt 9.350.000 lượt, giảm 41,12% so với cùng kỳ. Tổng thu đạt khoảng 44.247 tỷ đồng, giảm 47,65% so với cùng kỳ. Nhưng trong năm 2021, ngành du lịch đã thể hiện được bản lĩnh, sự kiên trì, chủ động, sáng tạo và quyết liệt. Đó là hành trang quý để ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mạnh mẽ bước vào hành trình mới trong năm 2022.